điểm dừng xong. Cho các em nhỏ thì cô mới trách nhiệm tất cả các em. Cô nói nếu mà chúng ta bán nhà, bán xe, bán garage, bán hết tất cả mà dâng cho Chúa thì chúng ta có được thiên đàng không? Thì các em nói dạ không. Rồi cô giáo mới hỏi vậy thì chúng ta dọn dẹp nhà thờ, không có của cải thì chúng ta đến nhà thờ chúng ta dọn dẹp nhà thờ, trung tín đi nhóm hàng tuần, không nhóm buổi nào cầu nguyện thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, ngày nào cũng không vắng. Nếu mà như vậy thì các em có được lên thiên đàng không? Vậy các em quay lại nói dạ không. Thì thế thì cô nói vậy làm sao chúng ta được lên thiên đàng các em? Thì các em ngồi bâng khuâng có 5 tuổi mà không đâu biết gì đâu, không biết lên thiên đàng sao nữa. Cứ ngó qua ngó lại, bỗng nhiên có một em 5 tuổi đứng dậy nói phải chết. Cái cô giáo cũng bắt đầu tại sao em này nói phải chết. Cái cô hỏi em con biết tại sao phải chết không? Cái em nói ồ từng rồi thì ông ngoại con mới chết. Thì có một sư tới đó giảng là ông ngoại con ở trên thiên đàng á, cho nên chúng ta phải chết mới được lên thiên đàng. Thì đúng vậy, trong khi chúng ta còn sống đây thì chúng ta chưa được lên thiên đàng. Đó là cái đơn giản mà nhiều người hiểu là phải chết mới được lên thiên đàng. Bây giờ chúng ta chưa chết thì chưa được lên thiên đàng phải không? Có ai sống như thiên đàng giờ không? Sống như công chúa vậy đó. Nhiều người nói tôi sống như công chúa vậy, không đụng tới ngón tay nữa. Tôi biết công chúa đây cũng đụng tới ngón tay quý vị, chứ không phải không có công chúa nó không đụng được ngón tay đâu. Cho nên đúng vậy, khi đó sứ đồ Phaolô mới nói là thưa anh em, tôi muốn nói rằng thịt và máu không thể hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời được, sự hay hư nát không thể hưởng được không sự hay nát. Tiếng Việt hơi lộn cộng chút xíu, cái chữ hư nát hay nát hay nát không nát, nhưng mà chúng ta đọc tiếng Anh nó dễ hơn. Cho nên thường tôi để tiếng Anh cho quý vị có thể hiểu được trong cái phần này. Sự hay hư nát, thịt và huyết không thể vào nước thiên đàng được. Có nghĩa là dựa trên cái câu này thì cái thân xác này không được lên thiên đàng. Thịt và máu, thịt và huyết không được lên thiên đàng. Vậy thì cái này nó giống như cái áo jacket, chúng ta sống một đời sống xong rồi chúng ta cởi ra là hết rồi phải không? Có nghĩa là vậy, có nghĩa là chúng ta có quyền phạm tội. Bởi vì cái này nó sẽ trả về bụi đất. Cái thân xác này sẽ trả về bụi đất. Thì chúng ta muốn sống như thế nào thì sống, cỡ nào cũng lên với, tại vì thân xác này không có đi theo. Có đúng như vậy không quý vị? Làm sao không đúng? Giống như hỏi cô giáo ấy, vậy các em nghĩ tại sao? Không, đúng ra trong thân xác này, cái xác này mà không có linh thì cái xác này gọi là gì? Xác chết. Cái xác này mà không có hồn cũng chết. Vậy có nghĩa là chúng ta phải nối liền với nhau. Cái thân, cái xác, cái hồn phải nối liền với nhau, kết nối với nhau thì chúng ta mới sống. Bằng không, cái thân xác này là cái thân xác trong tiếng Anh gọi là zombie ấy. Coi zombie biết liền. Zombie có nghĩa là có xác mà không có hồn. Có bây giờ chúng ta gặp cái chuyện gì xảy ra mà chúng ta, người khác nói là thấy cái mặt này có xác mà không hồn á? Có phải không? Hồn đi đâu mất tiêu phải không? Có phải không? Chúng ta, tôi biết chắc chắn trong cuộc đời chúng ta ai cũng trải qua cái cuộc đời như thế đó, có xác mà không có hồn. Chúng ta đó là người chết quý vị. Thành ra chứng tỏ là sao? Chúng ta phạm tội trong cái xác này là chúng ta phạm tội trong cái linh của này. Bởi vì linh với hồn đi theo cái xác, mà chúng ta cái xác phải trả lời, dẫu phải trả lời trên đất này, nhưng mà chúng ta nếu có phạm tội trong cái xác này là chúng ta phạm tội với cái linh của chúng ta, không ngoại trừ được. Thành ra sứ đồ Phaolô mới tiếp nói listen carefully, này ta tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết nhưng tất cả sẽ được biến hóa, tất cả sẽ được biến hóa. Làm sao chúng ta biến hóa được? Tiếng Anh gọi là glorified body, một cái thân thể khác, không phải thân thể này nữa. Cái thân thể khác là cái thân thể không phải bệnh nữa, phải không quý vị? Chúng ta biết là thân thể quý vị đang bệnh hoạn, bệnh tật, chúng ta muốn một cái thân thể mạnh mẽ. Còn một số quý vị đang thân thể mạnh mẽ, muscle, thì quý vị có muốn glorify không? Giống như anh Bruce nói là đừng có, không có được ốm phải không? Người bác nói không có được ốm là không có được bệnh á, là thân nhà không có ốm được. Chúng ta không có ốm, không có bệnh,
Nhưng mà chúng ta, cái thân xác này không là hoàn hảo gì. Chúng ta muốn một cái thân xác hoàn hảo thì chúng ta phải hiểu như thế nào để chúng ta được đạt được cái thân xác đó. Bằng không chúng ta sẽ nắm lấy cái thân xác này mà cứ o bế cái thân xác này, một ngày nào đó nó sẽ cũng tàn. Vậy nếu mà sứ đồ Phao-lô nói là tất cả chúng ta không có ngủ là chúng ta không có chết. Ngủ là ý nghĩa là gì? Ngủ là chúng ta sẽ trong một cái gọi tiếng Anh là gọi unconscious mind. Chúng ta ngủ là chúng ta kể như chúng ta không biết. Cái thân xác này khi mà nằm xuống chúng ta sẽ không biết, nhưng mà linh của chúng ta không bao giờ ngủ gì. Tâm hồn của chúng ta không bao giờ ngủ. Đôi khi chúng ta giận ai, buồn ai á, đôi khi chúng ta ngủ, ráng ngủ nhưng mà không ngủ được. Bởi vì nó dồn dập trong thân xác này, chúng ta sẽ ráng ngồi dậy, đi tới, đi lui, đi quay lại, ăn mì gói, mì ly nữa. Sự thật là có người làm vậy không? Cho nên sứ đồ Phao-lô mới nói tiếp nha. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn thổi cuối cùng thì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Chúng ta sẽ ngủ, nghĩa là chúng ta sẽ chết. Tại sao? Vì ai nấy sẽ biết rằng tiếng kèn cuối cùng sẽ trỗi lên. Chúng ta không chết lúc mà Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ cũng nghe tiếng kèn Chúa thổi. Mà nếu mà chúng ta có chết trước khi tiếng kèn thổi, chúng ta cũng sẽ nghe tiếng kèn đó. À, làm sao chúng ta nghe được? Đây là trong linh của chúng ta nói rằng chúng ta chưa có ngủ đâu. Xác mới ngủ thôi, linh chưa có ngủ đâu. Thì bản chất sao? Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời chép sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Bây giờ đi vào vấn đề. Thân thể biến hóa là một thân thể không có bệnh tật, một thân thể không còn xúi chúng ta phạm tội nữa. Thì nếu mà chúng ta không còn phạm tội nữa thì các thần học gia giải thích như thế này: nếu mà chúng ta có một cái thân thể mới là có những cái thân thể giống như Chúa Giêsu lúc mà Chúa Giêsu sau 3 ngày Chúa phục sinh. Đó là thân thể chúng ta giống như Chúa Giêsu. Đó là một số thần học gia giải thích. Trong Giăng đoạn 20 chúng ta sẽ thấy như thế này: chiều tối hôm đó, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ đang ở đều đóng chặt. Có nghĩa là Chúa Giêsu đi qua cửa luôn. Cửa đã đóng chặt, Chúa đã ở trong đó. Thì cái đó là cái thân thể phục sinh phải không? Từ từ sẽ hiểu. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa họ và nói: bình an cho các ngươi. Nói xong, Ngài đưa tay vào hông Ngài cho họ xem. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng thì thấy Chúa. Nếu mà cái thân thể được biến hóa, gọi là glorified body, thân thể được phục sinh mà vẫn còn những cái dấu vết đó, thì chúng ta cũng đâu muốn phải không? Có nghĩa là lên đó 60-70 tuổi, lên thiên đàng cũng còn 60-70 tuổi. Lên đó còn cancer thì cũng còn cancer, phải không? Nếu mà vậy thì đâu phải là cái thân thể phục sinh, phải không quý vị? Này là quan điểm của tôi. Đối với tôi, cái thân thể mà Chúa Giêsu lúc hiện ra cho các môn đồ sau khi đó không phải là thân thể phục sinh. Bởi vì Chúa chỉ cho họ đây là dấu đinh còn. Đây không, vẫn còn, còn đủ thứ hết á. Mà Chúa vẫn đi ngang qua được cái tường. Ok, bây giờ qua một câu nữa, một cái bối cảnh nữa để chúng ta thấy. Và này, hai người hầu chuyện với Ngài đó, Môi-se và Eli, và hai vị đó hiện ra trong vinh hiển để hầu chuyện với Ngài về việc Ngài sẽ ra đi, về điều sắp được thực hiện tại Jerusalem. Có nghĩa lúc đó Chúa Giêsu cũng biến một cái thân thể khác để nói chuyện với Môi-se và Eli trong thân ước. Thì hai ông, quý vị biết hai ông đó là ai? Dân như vậy, giả cơ. Dân như vậy, giả cơ nhìn thấy Chúa Giêsu một cái thân hình biến phục sinh, một cái thân hình phục sinh glorified body, nói chuyện với Môi-se và Eli, nếu mà từ cũ gọi là Eli. Vậy nói nôm na thì có phải là thân thể đó của chúng ta sau này không? Câu trả lời là tôi không biết. Tôi không biết thật sự quý vị. Kinh Thánh không có chính xác một cái thân thể như thế nào. Bởi vì nếu mà chúng ta biết trước á, chúng ta sẽ đón.
chúng ta sẽ xin Chúa. Tôi biết có những người cầu nguyện thích xin, xin Chúa lên đó cho con giống vậy đó. Bây giờ chắc chưa đâu, cho con hơn chút xíu nữa. Con có một hai cánh, người kia hai cánh, còn ba cánh, bốn cánh cho con bay nhanh hơn nữa. Chúng ta sẽ có một suy nghĩ tưởng tượng, con người chúng ta tham lắm. Cái xác này nó tham dữ lắm. Cho nên Chúa mà Chúa khải thị cái điều đó ra là chúng ta sẽ, con bây giờ con phải hầu Chúa nhiều, con làm đủ thứ, mà Chúa lên đó Chúa cho con đủ thứ nên để con được ngon hơn. Bởi ở trên đó đời đời mà, con này 70-80 năm chuyện ít thôi, chút xíu con ráng chịu đựng, con sống nghèo chịu nghèo để con chịu đựng chút xíu, 70-80 năm nghèo chịu nghèo để lên đó con được mạnh bự 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 lên. Chúng ta sẽ có một cái quan điểm sai trật khi mà chúng ta hiểu được cái glorified body. Thành ra cho nên mới nói là câu trả lời là không ai biết được. Nhưng mà chúng ta biết được là đấng đó có thể làm được. Bởi vì Chúa Giêsu biến từ gì? Cái thân thể hư nát trở nên cái thân thể không hư nát. Mà Chúa có thể chỉ cho cái bàn tay đó còn dấu trên đó. Nhưng mà một chút nữa, trên lúc mà Chúa thăng thiên về trời, tôi nghĩ trong cái thánh không có nói bàn tay có dấu trên, là lúc đó cái dấu mất tiêu rồi. Chỗ mà đánh đập Chúa mất tiêu rồi. Thành ra trong cái thánh mới không nói điều đó. Thì Chúa có quyền năng biến đổi tất cả những cái thân xác này nào cũng được. Thì chúng ta tin chắc rằng Chúa có quyền năng làm điều đó, thì Chúa có quyền năng làm tất cả thân xác chúng ta vẹn toàn, trọn vẹn, perfect. Đó là Chúa sẽ thực hiện trên đời sống chúng ta. Nếu khi chúng ta bước đi trong đức tin một mình Chúa, tôi lặp lại, một mình Chúa mà thôi. Serious. Một mình Chúa mà thôi, ta lập điều này. Một mình Chúa mà thôi. Bằng không chúng ta sẽ có nhiều thân thể khác nhau, chúng ta sẽ nhiều linh khác nhau. Danh lực cái linh của chúng ta, thì cái linh của chúng ta sẽ bị cấu xé, mà chúng ta không được vẹn toàn. Lên thiên đàng không được đâu quý vị. Đừng có đi hai hàng nữa. Hỡi sự chết. Bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta đi hai hàng, chúng ta nửa vời, chúng ta hầm hẩm, thì chúng ta đang đi trong sự chết. Thì chúng ta không có quyền năng để hỏi là hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Cho nên cái sự chết của chúng ta là cái nọc. Ai biết cái nọc không? Sting, tiếng Anh là sting á. Khi mà ông nó chích vô là chích cái nọc. Rắn cắn cũng là cái nọc. Cái gì nó nọc, nó châm vô chúng ta. Con người chúng ta có bỏ nọc độc vô không? Nói đơn sơ nôm na là chích mấy cái thuốc phiện á. Tôi biết không biết, quý vị có biết một cái cô ca sĩ rất là nổi tiếng Việt Nam trước năm 75 á. Cổ cũng nghiện vào thuốc phiện mà chích á. Thì bây giờ cổ cũng còn đi lang thang ngoài Bô Sa. Tôi biết có một số quý vị biết người đó. Thân tàn ma dại quý vị. Chỉ có thuốc phiện thôi là thân tàn ma dại rồi. Huống chi chúng ta chích một thuốc độc của tội lỗi vô, nó còn tệ hơn mà thuốc phiện mà chúng ta chích nữa. Tội lỗi nó sẽ làm cho chúng ta không phải thân tàn ma dại. Thân tàn ma dại linh sẽ chết luôn. Chúng ta nhìn thử cái người, cái cô đó bữa nào đi ra Bô Sa. Chúng ta nhìn mấy người mà đứng ngoài kia, mấy người mà chích rồi đó, mới đầu chích thì thấy phê lắm, nhưng mà chích một hồi sao nhìn không ra. Ca sĩ hồi xưa đẹp đẽ, bây giờ nhìn không ra quý vị. Quý vị nếu mà chúng ta phạm tội cũng vậy, nhìn không ra người đó phạm tội nhiều quá, chích nhiều nọc độc vô nhìn không ra luôn. Cho nên cái tội lỗi Chúa nói là nó nằm trong dưới luật pháp. Luật pháp, luật pháp nói tội lỗi sao? Phải chết. Có tội là phải chết. Phải tử hình. Phải bị tử hình. Tội là phải tử hình. Bởi vì nói, tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công của tội lỗi có nghĩa là những gì, cái sức mạnh. Chúng ta coi lại nè, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Sức mạnh là tiền. Tiền công của tội lỗi là gì hết? Phải chết. Không ai sống. Đừng nghĩ là ok, tôi tin hết, tin ăn được, tôi trước sau gì cũng chết. Nhưng mà chết sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi đâu? Bởi vì chúng ta phải trả cái tội của chúng ta. Mỗi người phải trả cái nợ của chúng ta.
Tôi nghĩ ở Mỹ chúng ta ai nấy cũng hiểu cái nợ phải không? Ở đây ai không có credit card? Một là quý vị có credit card nhiều. Hai là quý vị đã xài quá nhiều rồi, người ta không còn cấp credit card nữa. Cho nên cái nào cũng nợ hết trơn á. Phải không? Rồi quý vị cứ transfer qua cái nào zero balance nữa thì cũng nợ tiếp thôi. Nợ này tới nợ kia. Chúng ta sống ở thế gian càng lâu thì càng nợ càng nhiều. Mà làm sao chúng ta trả được? Mà cái nợ tội lỗi làm sao chúng ta phải trả được? Ai trả được cái nợ của chúng ta? Không. Thì chúng ta nói là bây giờ hỡi cái sự đắc thắng của ta đây. Chúng ta nói cái miệng thôi, nhưng mà đắc thắng như thế nào? Chỉ có một cái đắc thắng trên đường cuộc đời chúng ta. Chỉ có một người có thể thắng được điều này. Đó là thắng được sự chết. Sự chết của tâm linh mà sự chết của thể xác luôn. Không một ai có thể đắc thắng điều này trên thế gian này. Quý vị cứ đọc hết sách vở đi. Tôi cũng theo tham khảo rất nhiều. Chưa có một ai đắc thắng được sự chết, quý vị. Có một số người có thể chết đi sống lại rồi họ chết nữa. Nhưng mà chỉ có một đấng chết đi sống lại và sống đời đời. Chỉ có một đấng đó thôi. Quý vị tìm đi. Tìm hết tất cả những philosophers. Tôi cũng thích philosophy lắm, triết học á. Có những người triết gia họ nói trên mây Hercules, những cái thằng này thằng kia thằng nọ, nhưng mà thằng đó đã chết rồi quý vị. Hỏi thử đi, tìm thử đi, quý vị tìm ra Hercules đâu? Chỉ còn trên Hollywood thôi. Zeus ở đâu? Chỉ còn trên Hollywood thôi. Ông thần nào đâu? Chỉ còn trên Hollywood thôi. Không còn một thần nào sống đâu quý vị. Tất cả những thần phải chết, bởi vì sao? Họ không có khả năng thay đổi, hay là họ có khả năng để trả cái nợ của họ. Ai sống trên thế gian này vẫn phải phạm tội. Nói phỏng phải. Vẫn bị phạm tội. Nói sai, xin lỗi, nói lại. Vẫn bị phạm tội. Phải thì không nên. Vẫn bị phạm tội. Ông nào ngồi trên cao nói giảng rất là hay, ông cũng tội đầy mình quý vị. Tôi giảng tôi cũng tội quý vị. Quý vị ngồi dưới chịu không chịu, quý vị cũng có tội. Ai nói không có tội đứng lên giùm. Đâu ai dám đứng lên không? Tôi có tội, quý vị có chỗ tội. Thành ra chúng ta nói vậy, tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Chúa nói rõ nhờ Chúa Giêsu, nhưng không phải nhờ God in general. Chúng ta không phải nhờ ông nào. Chúng nói là nhờ Chúa Giêsu chúng ta được đắc thắng. Thì chúng ta nhận cái món quà của Chúa. Chúng ta hiểu được cái giá trị của món quà của Chúa không? Giáng sinh mục sư cũng giảng, tặng Chúa ban cho chúng ta một món quà, hãy nhận đi. Phục sinh Chúa mục sư cũng giảng, món quà quý vị nhận đi. Quý vị biết cái giá trị của món quà đó không? Có ai biết giá trị của món quà không? Chỉ khi nào quý vị biết bốn điều này thì quý vị mới biết được cái giá trị của món quà. Bằng không quý vị sẽ không hiểu cái món quà đó như thế nào. Món quà đó như thế này. Thứ nhất, chúng ta phải cảm nhận thời gian trôi qua rất nhanh. Ai cũng nói là time fly. Thời gian đi rất nhanh quý vị. Trước kia mặt da hồng hào, láng con, xây qua xây lợi, có con có cái có cháu chắc. Có người làm bà ngoại bà nội, rồi sắp sửa làm bà cố, ai làm bà cố rồi. Rất nhanh phải không quý vị? Quá nhanh. Thứ nhì, chúng ta đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tại chúng ta sẽ chết, chúng ta phải đối diện với sự phán xét. Đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba, chúng ta biết sẽ có sự phán xét thì chúng ta phải nỗ lực sống một đời sống thánh khiết. Chọn đi thờ phượng Chúa thay vì chúng ta đi một nơi nào đó. Tôi biết quý vị có 1000 lý do không đi nhà thờ. Đi nhà thờ không phải cho mục sư quý vị, tôi nhắc lại. Quý vị con không có đi nhà thờ không cần nói cho tôi biết. Tại không phải vì tôi. Don't have to worry. Don't let me know. Đi nhà thờ là cho quý vị đó.
Nếu quý vị đi nhà thờ vì tôi hay vì người ai mời chúng ta, thì phải hỏi lại cái benefit nó nằm đâu. Cái người mời không có benefit gì hết trơn quý vị. Cái người mời chỉ thấy tội nghiệp chúng ta trong cái ngày cuối cùng thôi. Chúng ta không muốn thấy được cái cảnh đó quý vị. Quý vị cũng biết nói, tôi nói cái cảnh gì. Chúng tôi không muốn thấy quý vị trong cái cảnh đó quý vị. Cho nên chúng tôi mới mời mọc quý vị. Chúng tôi hết sức nỗ lực mời mọc quý vị đến thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa, sống trong cái sự thánh khiết của Chúa. Đó là lý do chúng tôi mời. Chứ không phải có benefit gì cho thôi. Mà cũng không phải benefit gì cho ai hết đó. Benefit cho chính chúng ta đó. Thì Chúa mới nói như thế này: nếu con hiểu được cái giá trị, thì cái điều thứ tư con phải nhớ, hãy hầu vì Chúa một cách dư dật luôn. Trong Kinh Thánh chúng ta, trong một khoảnh khắc, trong nháy mắt, có tiếng kèn thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Qua câu cuối cùng chúng ta: vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đó là câu kết luận của cái đoạn 15 này. Chúng ta biết khi mà chúng ta thấy hầu vị Chúa một cách dư dật. Dư dật không phải là overflow. Tiếng Anh gọi là continuously, là liên tiếp, chứ không phải là hầu vị Chúa trong một khoảng khắc. Dư dật không phải là một khoảng khắc. Dẫu chúng ta làm ông nào lớn của giáo hội, làm đủ thứ, trong một khoảng khắc nhỏ đó rồi chúng ta buông xuôi, thì không phải là dư dật quý vị. Dư dật là chúng ta cái xe chạy từ đầu cho tới cuối bến. Chúng ta hầu vị Chúa từ khi chúng ta tin Chúa và cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Đó là đời sống hầu vị Chúa dư dật. Bởi vì tôi biết ai cũng phải trải qua này, rung động. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói hãy vững vàng, chớ rung động. Chớ rung động. Tại sao chúng ta bị rung động? Rung động bởi vì chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta nhìn con người. Nhiều người mất cả năm này tháng kia, 10 năm, 20 năm giới thiệu chúng ta để biết về Chúa. Mất rất là nhiều năm để chúng ta mới tin Chúa. Nhưng mà chỉ cần một cái tiếng nói nào thôi là bỏ Chúa ngay tức khắc. Đó là sự rung động của chúng ta. Chúng ta thấy cái giá trị không? Cái sự rung động của chúng ta đã bỏ bởi vì cái tôi của chúng ta. Trong nguyên ngữ, cái chữ tôi đó, ego. Ego là bây giờ tiếng Anh gọi là I á. Tôi. Bởi vì cái tôi của tôi nhìn cái tôi của người kia, thành ra chúng tôi mới rung động. Nhưng mà chúng ta vững vàng bởi vì chúng ta nhìn Chúa. Làm sao chúng ta nhìn Chúa đó quý vị? Nhìn Chúa là chúng ta vượt qua cái tôi của mình. Nhìn Chúa là con mắt của mình không có nhìn xuống. Quý vị tập cầu nguyện nhìn lên đi. Nhìn xuống thấy đất nó dơ, sình lầy, bụi bặm. Nhìn xuống thấy người này sai, người kia trật. Nhìn xuống thấy nó dơ bẩn. Nhưng mà chứ quý vị tập nhìn lên đi. Nhìn lên thì chúng ta sẽ vững vàng hơn. Nhìn xuống thì chúng ta sẽ rung động. Chúng ta hầu vị Chúa trong thứ sáu tuần rồi là chúng ta rửa chân cho nhau. Tôi rất tiếc nhiều người không giữ được lễ rửa chân cho nhau. Quý vị nếu mà có phiền lòng ai trong gia đình anh em mình, về rửa chân cho người đó đi. Đó là chúng ta hầu vị Chúa đó. Chứ không phải chỉ là đứng trên đây hát thôi quý vị. Hát là vấn đề phụ thôi, hầu vị Chúa thôi. Giảng như tôi cũng là chuyện phụ thôi. Thay đổi một cái tấm lòng mới là chuyện lớn quý vị. Ảnh hưởng một người nào đó là chuyện lớn quý vị. Nói là chuyện phụ thôi. Giảng là chuyện phụ thôi. Cầu nguyện là chuyện phụ thôi. Thực hiện mới là điều chính cho cuộc đời chúng ta. Đó là một cái đời sống biến hóa, biến đổi ngay từ bây giờ. Chứ đâu cần phải biến đổi tới khi mà chúng ta gặp mặt Chúa đâu. Chúa biến đổi chúng ta ngay từ bây giờ. Nếu mà chúng ta nói ok bây giờ cái người đó chỉ chờ Chúa tới thôi, rồi con mới biến đổi. Đừng, lúc đó trễ quá quý vị. Con người chúng ta mất thời gian lắm. Make up lâu lắm. Nói xin lỗi mấy cô. Cái gì cũng chuẩn bị lâu lắm.
chuẩn bị tin Chúa cũng lâu nữa, chuẩn bị hầu việc Chúa cũng lâu, chuẩn bị cái gì cũng lâu hết trơn á. Nếu mà chúng ta chuẩn bị quá lâu, chúng ta không còn thời gian nữa quý vị, không còn thời gian nữa. Hãy hầu việc Chúa một cách dư dật luôn, có nghĩa là tiếp tục hầu việc Chúa, mà hầu việc Chúa cũng chúng ta là chúng ta tiếp tục thay đổi, ảnh hưởng một người, hai người, 1.000 người chung quanh chúng ta. Đó là hầu việc Chúa, chứ không phải chúng ta đứng trên đây đâu. Hãy tiếp tục ảnh hưởng nhiều người. Bởi vì sao? Bài hồi sáng chúng ta nói hãy thắp sáng lên. Chúng ta không thắp sáng lên thì chúng ta sẽ tối thôi. Hãy thắp sáng lên, bởi vì ánh sáng của Chúa đã chiếu vào cuộc đời chúng ta. Thì những gì chúng ta làm theo cái tôi của mình thì nó mất đi ánh sáng. Nhưng mà chúng ta tiếp tục dùng cái ánh sáng của Chúa thì sẽ sáng lên. Tại sao chúng ta hầu việc Chúa bị chống đối? Tại sao chúng ta hầu việc Chúa bị điều này kia? Bởi vì chúng ta đang những cái quyền lực tối tăm, nó chiến trận với chúng ta, nó cũng ráng lấy cái credit. Chúng ta không cần lấy credit, nhưng mà chúng ta sẽ lấy được cái credit của Chúa ban cho chúng ta. Cuối cùng, hãy biết cái giá trị Chúa ban cho chúng ta. Sáng nay ai biết được cái giá trị của Chúa ban cho chúng ta thì hãy nhớ 4 điều mà chúng ta phải biết. Thời gian của chúng ta không còn bao lâu. Thứ nhì, sự phán xét của Chúa sẽ đến với chính chúng ta, riêng tư của chúng ta. Lúc đó không có ai đứng chung chúng ta, chính chúng ta phải trình trước mặt Chúa. Thì chúng ta phải sống đời sống thánh khiết. Thánh khiết có nghĩa là biệt riêng ra. Đúng, chúng ta không có thể hoàn hảo được quý vị, không thể hoàn hảo được. Nhưng mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực biệt riêng ra, biệt riêng ra. Và cuối cùng chúng ta phải hầu việc Chúa một cách dư dật luôn. Hầu việc Chúa một cách dư dật luôn có nghĩa chúng ta ảnh hưởng một ai đó trong chúng ta. Cuộc sống chúng ta phải ảnh hưởng điều tốt. Người ta nhớ đến chúng ta, nhớ đến chúng ta khi người ta tin Chúa. Người ta, khi chúng ta qua đời, người ta sẽ nhắc lại chúng ta. Bởi vì người đó cảm ơn Chúa, Chúa đã đem một thiên sứ đó đến ảnh hưởng đời sống của tôi, để tôi mới có ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, người đó đã hết lòng giúp đỡ tôi, để tôi mạnh mẽ ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa bởi vì người này người đó. Chúng ta phải nhớ rằng cuộc đời chúng ta phải để lại cái gì? Để lại cái gì? Không phải chúng ta làm phước quý vị. Làm phước không được lên thiên đàng đâu quý vị. Làm việc trong Chúa mới được lên thiên đàng. Trong Chúa, nhớ cái điều này, ở trong Chúa chứ đừng ở ngoài Chúa. Chúng ta đôi khi chúng ta làm việc ở ngoài Chúa, làm việc thiện ở ngoài, đúng, chúng ta được ca ngợi ở thế gian này. Nhưng mà chúng ta làm việc trong Chúa thì chúng ta sẽ được hưởng những gì Chúa tặng phẩm ban cho chúng ta. Đó là cái món quà lớn nhất của chúng ta. Amen.